Xin chào quý vị khán giả đã trở lại với chương trình của Việt Di Chú News hôm nay mì uh, Chủ nhật 13 tháng 8 và trở lại với bản tin bình luận về vấn đề của liên quan đến uh, bài phân tích của NMTV à, có nói về vấn đề ngày 8 tháng 8 Việt Nam đứng thứ 16 nước giàu nhất thế giới châu Á thật ra là uh, là chưa muốn muốn giật cái tích lên là Việt Nam đứng thứ 16 nước giàu nhất thôi đã đứng mới đã đứng thứ 16 nước thì sao mà giàu nhất châu Á được mà châu Á có bao nhiêu nước mà nó là giàu nhất châu Á 16 nước thì đâu phải là giàu nhất giàu nhất là có top phai thôi hoặc là đó năm nước giàu nhất ai nó 16 mà giàu được gọi là kinh tế gọi là nha những cái bài báo Việt Nam chỉ là ghi là kinh tế Việt Nam đứng thứ 16 thế giới uh, châu Á À, nhưng mà châu Phi á, à, chuyên gia xuyên tạc á, thì cứ đưa lên là Việt Nam đứng thứ 16 giàu nước giàu nhất cho châu Á để làm gì à, đặt câu hỏi và mà 70 phần trăm dân chúng không đủ sống bảy à, 70 phần trăm dân chúng không đủ sống à, đã xuyên tạc hay bắt đầu xuyên tạc à, rất là xuyên tạc à, nhưng mà tại sao à, châu Phi lại xuyên tạc về cái vấn đề này như hết chúng ta sẽ trở lại đó là những cái bản tin à, trong nước đưa về cái vấn đề những cái vấn đề mà ông à, cái cuộc gặp gỡ giữa à, chính phủ của Việt Nam và Iran là một nước ở Trung Đông là một nước kinh tế nằm cùng phát triển ở Trung Đông và đặc biệt về dầu hóa là một trong những nước mạnh ở à, kinh tế mạnh và quân sự cũng mạnh ở Trung Đông à, hàng đầu ở Trung Đông à. Việt Nam trong bài báo nói về có nói về ông chủ tịch quốc hội ở chuyến thăm Iran đã kêu gọi Việt Nam và Iran hợp tác phát triển kinh tế mạnh mẽ và có nói Việt Nam nền kinh tế Việt Nam đang đứng thứ 16 tại châu Á và phát triển mạnh mẽ và cần sự hợp tác như những nước như Iran để cùng nhau phát triển về kinh tế trong đó có bốn lĩnh vực đó thì Trước phi nhằm vào vấn đề này để tiếp tục xuyên tạc đây là ông trương chủ tịch quốc hội việt nam trương uh, vương đình huệ và cũng như cái bài báo của uh, uh w, w world bank uh, qua bên các bạn đó là kinh tế à, của thế giới có nói về vấn đề kinh tế của Việt Nam à, và phân tích kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh trong hai năm tới à, Việt Nam hiện tại Việt Nam và kinh tế nền kinh tế đang đang phát triển rất là nhanh chóng à, cho dù à, vừa rồi về Covid 19 chín à, thì tất cả các quốc gia trên thế giới đều chậm lại. À, Ngân hàng Thế giới World Bank dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam cả năm 2023 sẽ đạt mức 4.7%, sau đó tăng lên 5.5% trong năm 2024 và khoảng 6% vào năm 2025. Dự báo trên được Ngân hàng Thế giới đưa ra trong báo cáo để đầu tư cung cung thúc đẩy phân trưởng được ra đưa ra vào ngày hôm qua là ngày 10 tháng 8. Cụ thể World Bank à, dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2023 sẽ là 4.7% sau đó tăng dần lên 5.5% vào năm 2024 và 6% vào năm 2025. Ngân hàng World Bank cũng nhận định tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa GDP của Việt Nam những tháng đầu năm tuy có chững lại chững lại là trên toàn thế giới các bạn vì sau đại dịch COVID-19 nhưng cầu trong nước mạnh vẫn có động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2023. Theo World Bank các động lực tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam thời gian tới đến từ chính sách, chính sách tài khóa chủ động hỗ trợ nhu cầu ngắn hàng là bỏ các hạn chế trong giải ngân đầu tư công và giải quyết các điểm nghẽn về cơ sở hạ tầng sẽ thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Ngoài các biện pháp à, chính phủ có thể hỗ trợ Việt Nam hỗ trợ tổng cầu thông qua thúc đẩy đầu tư công hiệu hiệu quả do qua đó tạo việc làm và kích thích hoạt động kinh tế. Dự báo về nền kinh tế toàn cầu năm 2023, World Bank cho rằng tăng trưởng GDP sẽ giảm xuống 2 2.1%, thấp hơn mức 3.1% trong năm 2022 do sức cầu tại các nền kinh tế hàng đầu đang yếu đi. Tăng trưởng thương mại toàn cầu cũng có thể là giảm từ 6% năm 2022 xuống 1.7% trong năm 2023. Như vậy là kinh tế Việt Nam uh, World Bank dự tính uh, dự đoán sẽ tăng uh, 4.7% trong năm nay, trong khi đó thế giới chỉ có uh, chỉ có 3.1%. Như vậy là so với thế giới thì Việt Nam dự đoán sẽ tăng trưởng hơn so với toàn cầu thì uh, chúng ta thấy bây giờ uh, những cái uh, YouTuber uh, chống cộng hay uh, chống cộng uh, cụi chống cộng cực đoan như chú Huy rồi Trần Ngọc Phong lên trong lửa cái bờ bé này đó. Chúng ta nhìn vào hai cái mặt, à, cái mặt à, cái mặt à, gọi là mặt khỉ của <laughs> Chú Quốc Huy. Ở bên này là Le Lưỡi, là Huyền Trâm đó. Huyền Trâm, à, nữ tiếp viên Huyền Trâm. Đó, đưa ra một cái đi đề. À, đưa một cái đề, giật tích lên Việt Nam, đứng nước 16, nước giàu nhất châu Á. Đã đứng nước 16 rồi sao mà giàu nhất được. À. Chú Quy Huy, mà 75% dân số không đủ sống. À vị, à, vị chú đã đi qua, đã đi qua Việt Nam, đã uh, từ từ mũi cà mau đến uh, đỉnh uh, Phan Phanxipăng và đã tiếp xúc rất là nhiều người dân từ uh, từ từ đỉnh cà mau, từ mũi cà mau đến đến uh, đỉnh sông sang, Sao Văn Sao sang sông uh, Theo nhiệt của vị chú à. Uh, uh, đa số 99% trên 99% là người Việt Nam đủ sống, không thiếu thốn về gọi là về những cái nhu cầu và yếu phẩm như thực phẩm hay gì chiếm 99% và và cuộc sống của người dân cũng rất là dễ thở. Cho dù họ có thể kinh tế có thể một số người dân ở vùng sâu vùng xa hoặc là những người công dân thì họ có thể khó khăn tuy nhiên mà họ vẫn có thể à, có niềm tin vào cuộc sống và họ vẫn có thể sống được à, sống được sống được chứ không đến nỗi là không đủ sống à, như chưa khi, mày nếu mà không đủ sống thì có thể là một phần trăm thôi một phần trăm và nhưng họ vẫn có thể được họ vẫn có thể được trang à, trải và sống qua và ngày được là yeah, dựa trên những cái nền tảng uh, cuộc sống Việt Nam cũng rất là dễ thở uh, thuê nhà công nhân, là thuê phòng cũng không có uh, nhiều, nhiều tiền uh. Uh, nếu mà khó khăn khám về quê thì có nhà có cửa ở quê nhà không phải trả tiền quê nhà ở quê ở nhà và và rồi uh, ăn uống ở Việt Nam uh, ở ngoài quê cũng rất là rẻ uh. thay vì ở ở bên Mỹ cũng uh, rất nhiều người không có đủ sống các bạn những đặc là những người những người vô gia cư là không có nhà không có cửa không có người thân rồi những người chúng ta thấy những người homeless ở Bắc Cali ở San Jose còn ở toàn nước Mỹ họ họ sống bất cần và họ cho dù chính phủ Hoa Kỳ có cho thêm thực phẩm thì họ hay những cái cái benefit thì họ vẫn cũng không đủ sống và họ họ sống bất cần họ là họ là những người à, trong một cái thế giới mà tự do như Hoa Kỳ thì họ thì mà họ nghiện họ bị nghiện thuốc các bạn họ không đủ không đủ tài chính và họ sống bắt cần và sau đó họ sống từ từ và chờ ngày qua đời thôi các bạn Tại vì sống ở Mỹ mắc được do mà họ chính phủ rồi cảnh sát họ cũng không thể can thiệp được đó là sự khác biệt giữa Hoa Kỳ và Việt Nam người dân mà những người nghèo đáy xã hội ở Mỹ cũng có rất là nhiều và họ sống bắt cần các bạn đặc biệt là những người vô gia cư những người mà nghiện á và ở đây chúng à, du phi chúng ta thấy uh, bên này đó trường huy mặt 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 thấy thấy vàng à. những cái mặt thấy vàng rồi quốc lên một cái tiêu đề, mà đưa đến 75 uh, người dân ở việt nam không đủ sống 75 dựa vào đâu mà trường huy đưa ra cái con số lớn như vậy à, hả du phi hay là chú Huy đưa ra con này để câu view câu like rồi cũng là chống phá dựa lên xuyên tạc những thông tin con số xuyên tạc mà không có thật. Điều đó là không thể chấm nhận được và cho thấy Trương à, Quốc Huy rất là rất là một người rất là à, chống phá dựa trên những đưa ra những thông tin vô cùng bị đặt vô cùng không có thật cũng như là đưa ra những thông tin để cho người dân hải ngoại đặc biệt là những người có còn những cái tư tưởng ác cảm về Việt Nam à, đưa ra có để để rồi là để cho thấy là để nói xấu về Việt Nam để xuyên đạt về Việt Nam bằng những cái con số không có thật và chú Huy cũng để làm gì để câu view câu -co like và để trên kênh kênh cái kênh của mình cũng kêu gọi tài trợ đóng tiền để làm giàu cho bản thân mình chúng ta thấy rõ ràng cái con số 75 trăm người Việt à, không đủ sống đó là con số xảo trá con số bị đặt của Châu Phi và N10TV à, Bên này cái cô Hiền Trầm nghe cái miệng ra cũng cười te tét đùng nhau Cười te tét để xuyên tạc cái sự thật về Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ à, Vì chủ đi qua rất là nhiều quốc gia Đông Á và chúng ta chỉ so sánh những quốc gia Đông Á ngang hàng với nhau như Thái Lan, Indo thì Việt Nam bây giờ kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ và cũng bây giờ cũng ngang với Indonesia và và Thái Lan. À, một người một, một số người nói ô oh, ngày xưa trước năm bảy năm là việt nam hòa phát triển là một con hổ hàng đầu thế châu á điều đó là ảo tưởng các bạn ngày xưa là hoa kỳ tài trợ kinh tế cho, cho chính phủ việt nam hòa ngày xưa và việt nam hòa phát triển nào gọi phát là ảo tảo là phát triển nhờ vào cái sự tài trợ tài chính của hoàn toàn của hoa kỳ thì nó rất là dễ dàng sụp đổ. <laughs> Còn hiện tại Việt Nam phát triển dựa trên tiềm lực của chính mình của uh, của người dân, của uh, của đất nước của mình thì nền kinh tế, kinh tế cho dù phát triển từ từ thì nó cũng sẽ là một nền chính tự thân, tự lực đứng lên trên đôi chân của mình thì đó là mới là đáng đáng chúng ta uh, phải nhìn nhận nhìn nhận. Cho dù Việt Nam vẫn, bây giờ, uh, bây giờ đang tiến lên rất là mạnh mẽ, nhưng cần cũng rất là nhiều người Việt trong và ngoài nước đoàn kết và người Việt ở hải ngoại về đầu tư cũng cùng nâng Việt Nam lên một bước mới. Đó là tiền chúng ta cần lên làm Đó chứ không phải như những cái thằng mà YouTube giờ dơ, những thằng chống phá như Dương Quy suốt ngày đem đưa ra những thông tin sai lệch, xuyên tạc về Việt Nam để chống phá con người đất nước và người dân việt nam điều đó là không chấp nhận được à, xin cảm ơn quý vị đã, đã trở lại với chương trình của vị uv và xin hẹn gặp lại xin tạm biệt